Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh tin mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực hết mình cứu trợ lũ lụt. Lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc lên tiếng về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thảm họa, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên mạng sống người dân lên hàng đầu. Tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia đưa ra cảnh báo thiên tai trong ngày thứ 17 liên tiếp vào ngày 11 tháng 8, khiến ít nhất hơn 60 người mất tích và thiệt hại kinh tế ban đầu lên tới gần 4 tỷ đô la Mỹ. Theo lời ông Tập Cận Bình, các trận mưa lớn vẫn ngày một tăng ở khu vực phía Nam và Tây Nam Trung Quốc, gây lụt lội nghiêm trọng và kéo theo các thảm họa địa chất. Nhà lãnh đạo đất nước cũng yêu cầu chính quyền các địa phương ở mọi cấp và các ban ngành liên quan phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn các thiên tai, đồng thời triển khai thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp. Trong đó, đặc biệt là vai trò của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phải đưa ra các giải pháp đối phó và hướng dẫn phòng chống hiệu quả liên vùng. Trong bài phát biểu ngày 11 tháng 8, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng yêu cầu chính phủ và các địa phương không thể lơ là công tác chống lũ. Đồng thời, với nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt, người đứng đầu đất nước cũng yêu cầu phải phân định rõ ràng trách nhiệm và kết hợp song song giữa công tác phòng chống lũ lụt gắn với các tình huống khẩn cấp. Trong diễn biến khác, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc chủ trì họp khẩn về tình hình lũ lụt. Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương nhấn mạnh, các nỗ lực kiểm soát lũ ở lưu vực sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Theo đó, tại cuộc họp khẩn vừa diễn ra, ông Uông Dương đã kêu gọi chính quyền các cấp còn kiểm soát lũ lụt và chủ động các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp trong khu vực sông Dương Tử nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Uông yêu cầu các ban, ngành, địa phương cần tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và đánh giá rủi ro, đồng thời đẩy nhanh các ứng dụng khoa học và hoạt động kiểm soát lũ lụt. Hiện có nhiều thông tin cho rằng đập Tam Hiệp đang có nguy cơ vỡ ngay trong mùa mưa năm nay khi mực nước tại hồ chứa của đập đã chạm mốc 146m vào cuối tuần vừa qua, cao hơn 1m so với mức cảnh báo lũ. Đặc biệt, khi lưu vực nước từ các sông đổ về tăng 19.500 m khối một giây lên 25.500 m khối một giây chỉ sau một ngày, làm dấy lên nhiều lo lắng về cấu trúc đập đang đứng trước sức ép lớn. Chiều tối ngày 10 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành mức cảnh báo vàng, mức thấp thứ hai trong thang cảnh báo 4 mức về tình trạng thời tiết của đất nước này. Trước diễn biến, lượng mưa lũ vẫn còn diễn biến, lượng nước từ các sông vẫn đang tiếp tục đổ về sông Dương Tử, gây sức ép ngày một lớn cho toàn vùng. Những ngày qua, nhiều khu vực thuộc 8 địa phương ở phía Nam Trung Quốc đã bị mưa lũ nhấn chìm, nặng nhất là tỉnh Giang Tô và phía Bắc Thượng Hải, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 25cm. Trong khi đó, nhiều khu vực ở các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang đang đối diện mưa dông và bão lốc. Theo Bộ Quản lý, các tình huống khẩn cấp mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay đã làm 12,50 triệu người ở 24 khu vực tỉnh đã phải hứng chịu cảnh lụt lội và hơn 677.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đã lên tới 25,1 tỷ nhân dân tệ, tức là 2,99 tỷ đô la Mỹ. Cảnh báo mưa to 18 ngày đập Tam Hiệp chính thức xả lũ. Mưa lớn tại thượng nguồn khiến nước hồ chứa liên tục dâng cao, đã buộc đập Tam Hiệp xả lũ lần thứ hai trong năm nay. Trước đó, nhiều nơi ở Trung Quốc đã ngập lụt do mưa lớn. Hãng tin Tân Hoa Xã vừa đưa tin, đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 9 tháng 8, đã xả lũ lần thứ hai trong năm nay. Do mưa lớn ở khu vực thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang, lượng nước đi vào hồ chứa Tam Hiệp liên tục tăng lên. Do đó, để giải phóng một lượng nước nhất định và ngăn các nguy cơ lũ lụt sắp tới, đập Tam Hiệp đã mở hai cống xả nước vào sáng ngày 9 tháng 8. Theo Tân Hoa Xã, sau khi mưa lớn xảy ra ở khu vực thượng nguồn, lượng nước ở hồ chứa Tam Hiệp tăng lên vào chiều ngày 7 tháng 8. Đến 14 giờ ngày 8 tháng 8, lưu lượng nước đổ về hồ Tam Hiệp đạt 39.000 m khối một giây, gấp đôi con số hôm 7 tháng 8. Trước đó, theo thống kê đăng trên hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát các cảnh báo mưa to liên tục 18 ngày, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Từ hôm 7 đến 8 tháng 8, mưa lớn đã diễn ra tại nhiều đô thị của tỉnh Hồ Bắc như thành phố Nghi Sương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, Hoàng Cương, ảnh hưởng tới hơn 530.000 người, buộc phải sơ tán khẩn cấp hơn 5.500 người.
đặc biệt tại thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp khoảng 38 km. Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ hôm ngày 7 tháng 8, thành phố này đã hứng lượng mưa lên tới gần 150mm, lớn nhất trong 2-3 năm qua. Một số nơi thậm chí có lượng mưa đạt hơn 220mm, mưa to liên tục 18 ngày. Trung Quốc đã phát các cảnh báo mưa to liên tục từ cuối tháng 6. Mưa lớn và ngập lụt đã ảnh hưởng tới gần 12 triệu dân ở 24 tỉnh của Trung Quốc. Mưa lớn và ngập lụt đang ảnh hưởng nhiều nơi ở Trung Quốc như tỉnh Hồ Bắc, nơi có đập thủy điện Tam Hiệp, Tứ Xuyên, Hồ Nam, thành phố Trùng Khánh. Theo thống kê đăng trên Trung Quốc Tân Hoa Xã, hãng tin lớn thứ hai Trung Quốc ngày 12 tháng 8, từ ngày 22 tháng 7 tới ngày 9 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát các cảnh báo mưa to liên tục 18 ngày, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Theo dự báo, từ 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8 tới 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8, khu vực Trung Chiết Giang, phía Nam An Huy, Đông Nam Hồ Bắc, phía Bắc Giang Tây, phía Bắc Hồ Nam, phía Bắc Quý Châu, Đông Bắc Vân Nam, phía Nam Tứ Xuyên sẽ có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc Giang Tây và phía Bắc Hồ Nam sẽ có lượng mưa 100-180mm. Những ngày qua, mưa đã trở thành một trong những từ được tìm kiếm nóng trên mạng ở Trung Quốc. Theo trang Sohu, người dùng mạng đã tìm kiếm nhiều nội dung liên quan tới mưa, như mưa lớn Thượng Hải, 10 ngày tới miền Nam có mưa lớn hơn nhiều. Trang China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, nhiều tuần mưa lớn và ngập lụt đã ảnh hưởng tới gần 12 triệu dân ở 24 tỉnh của Trung Quốc. Tính đến cuối tuần qua, có 530.000 người đã được sơ tán. Chẳng hạn, từ hôm 7 đến 8 tháng 8, mưa lớn đã diễn ra tại nhiều đô thị của tỉnh Hồ Bắc như thành phố Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, Hoàng Cương, ảnh hưởng tới hơn 530.000 người, buộc phải sơ tán khẩn cấp hơn 5.500 người, trong khi thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 25,1 tỷ nhân dân tệ, tức là 2,99 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã tốn nhiều tiền của và công sức để xây dựng cũng như duy trì đập Tam Hiệp, công trình kiến trúc đồ sộ từng được ví như vạn lý trưởng thành thứ hai. Đập Tam Hiệp nằm chắn ngang con sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba thế giới tại thị trấn Tam Đầu Bình thuộc thành phố Nghi Sơn, tỉnh miền Trung Hồ Bắc. Theo bách khoa toàn thư Brian Tanaka, ngay những năm 1920, các lãnh đạo nước này lần đầu tiên đã thảo luận về ý tưởng xây một đập thủy điện khổng lồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Song mãi đến năm 1955, việc lập kế hoạch chi tiết cho dự án đập Tam Hiệp mới chính thức được xúc tiến, giống như việc xây dựng nhiều đập thủy điện khác. Dự án đập Tam Hiệp cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều cả trong và ngoài Trung Quốc. Những người đề xuất của ủng hộ dự án khăng khăng rằng đập Tam Hiệp sẽ giúp kiểm soát ngập lụt nghiêm trọng dọc sông Dương Tử, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nội địa và cung cấp phần lớn nguồn điện năng thiết yếu cho miền Trung Trung Quốc. Tuy nhiên, những người phản đối đề cập đến hàng loạt vấn đề có thể nảy sinh từ dự án như nguy cơ vỡ đập, việc phải di rời khoảng 1,3 triệu dân khỏi hơn 1.500 thành phố, thị trấn và làng mạc dọc theo sông Dương Tử vì mực nước dâng cao. Việc phá hủy cảnh quan trắng lệ, vô số địa điểm kiến trúc có giá trị khảo cổ học và văn hóa cũng như các tác động tiêu cực khác tới môi trường. Trong dư luận cũng có những lo ngại rằng chất thải từ sinh hoạt của con người và hoạt động sản xuất công nghiệp từ các thành phố sẽ làm ô nhiễm hồ chứa nước của đập Tam Hiệp và ngay cả lượng nước khổng lồ trong hồ chứa cũng có thể gây ra động đất, lở đất trong khu vực. Một số kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài lập luận rằng lượng lớn các đập nước nhỏ hơn với chi phí xây dựng thấp hơn và ít gây vấn đề hơn trên các nhánh của sông Dương Tử cũng có thể tạo ra tổng công suất phát điện như đập Tam Hiệp, đồng thời giúp kiểm soát lũ lụt tốt tương đương. Theo họ, việc xây dựng những con đập quy mô nhỏ như vậy sẽ cho phép chính phủ đáp ứng các ưu tiên chính mà không gặp rủi ro. Các tranh cãi cùng với những biến động trong nước đã khiến Trung Quốc phải trì hoãn xúc tiến dự án tới gần 40 năm. Mãi tới năm 1994, đập mới bắt đầu được xây dựng, cơ bản hoàn thành vào năm 2006 và vận hành đầy đủ chức năng vào năm 2012. Đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m, với đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển và thành đập cao 181m so với nền đá. Để hoàn thành công trình, nhà chức trách đã phải cho đào 102,6 triệu mét khối đất, sử dụng tổng cộng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu dùng xây thành đập và 463.000 tấn thép, đủ tạo nên 63 tòa tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp. Mực nước trong đập cao tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m.
Hồ chứa nước có chiều dài khoảng 660 m với tổng diện tích bề mặt nước là 1.045 km2. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, kể từ khi xoắn ngôi vương của đập Itapu nằm trên sông Paraná ở biên giới Brazil và Paraguay vào năm 2012, cho đến nay, đập Tam Hiệp vẫn là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Với 36 tổ máy phát tạo ra tổng công suất phát điện là 22.500 MW. Nhật báo Trung Quốc đưa tin, dự án đập Tam Hiệp đã ngốn của Trung Quốc tổng cộng 200 tỷ nhân dân tệ, tức là 28,2 tỷ đô la Mỹ. Tiền đầu tư lấy từ nhiều nguồn, bao gồm cả quỹ xây dựng đập, lợi nhuận từ nhà máy phát điện các châu Bá, các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, cũng như các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, trái phiếu. Song con đập thực tế được tin là lớn hơn nhiều. Dự án cũng gặp nhiều điều tiếng vì các bê bối, một số hạng mục trong dự án có chất lượng thấp đến mức. Thủ tướng Chu Dung Cơ năm 1999 đã phải ra lệnh phá đi xây lại. Tháng 1 năm 2000, các thành viên thuộc Ủy ban Tái định cư Tam Hiệp cũng bị bắt vì tội tham ô các quỹ của chương trình tái định cư cho người dân phải di rời. Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ năm 2011 đến nay, Bắc Kinh đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 85 tỷ đô la Mỹ để giảm bớt tác động lâu dài của đập Tam Hiệp đối với khu dân cư xung quanh và kiểm soát hiệu quả môi trường ngày càng xấu đi trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ chi thêm 600 tỷ nhân dân tệ nữa đến năm 2025 để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Bắc Kinh hiện coi bảo vệ sông Dương Tử là một trong những ưu tiên chính sách. Theo lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2016, các chính quyền địa phương đã cho phá dỡ nhiều đập nước nhỏ, di rời các nhà máy, thu gom rác thải nhựa, cấm xả thải, hạn chế xây dựng dọc bờ sông. Các bờ sông cũng được gia cố và trồng rừng để giảm nguy cơ lở đất. Tuy nhiên, khu vực này cho đến nay vẫn không tránh khỏi những tác động nghiêm trọng từ đập Tam Hiệp, kể cả tình trạng gia tăng các vụ động đất. Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc thống kê đã có tới 776 trận động đất xảy ra ở khu vực xung quanh sông Dương Tử vào năm 2017, tăng 60% so với một năm trước đó. Kết quả, một nghiên cứu từ Cục Địa chất Trung Quốc cho thấy số trận động đất ở khu vực đã tăng gấp 30 lần trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2009. Các chuyên gia cảnh báo sự tích tụ chất cặn gần đập cũng đe dọa những nỗ lực kiểm soát lũ lụt, trong khi hồ chứa nước khổng lồ của đập có thể đang góp phần làm gia tăng nhiệt độ trong khu vực và cùng với sự phân tán môi trường sinh thái đe dọa sự tồn tại của các loài thủy sản ở sông Dương Tử, đặc biệt là cá tầm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của tin mới.